Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự án cụm công nghiệp Tiên Cường 2 chính thức được khởi công sẽ góp phần gia tăng tỉ trọng sản xuất công nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách. Một số điểm mới, điểm đáng lưu ý đối với phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và thi tuyển sinh vào lớp 10. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trên cơ sở này, Trung ương yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở đó, sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra, trình bày ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng bổ sung phát triển năm 2011. Đồng thời, bám sát vào cương lĩnh nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết Trung ương khóa 13 và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học, toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có cơ sở khoa học, tình hình đất nước, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, khẳng định những kết quả thành tựu đã đạt được, chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, làm rõ những nội dung mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa 13 so với các nhiệm kỳ trước, dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng làm rõ những vấn đề lớn quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đây là công việc hệ trọng cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị sau hội nghị này khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng, chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp, góp phần cho thành công Đại hội 14 của Đảng. Chiều nay, đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ra thăm làm việc và tổ chức trao các suất quà cho giáo viên và học bổng tặng học sinh huyện đảo Bạch Long Vĩ.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà ngành giáo dục đào tạo huyện đảo Bạch Long Vĩ đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù do điều kiện còn nhiều khó khăn, huyện đảo Tiền Tiêu chỉ có bậc học mẫu giáo tiểu học, song các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã chăm lo rất tốt cho các con, tạo điều kiện tốt nhất để các con phát triển toàn diện về mọi mặt, chăm ngoan, học giỏi, tiến bộ. Nhân dịp này, Nguyên Chủ tịch nước trao tặng 7 phần quà cho thầy giáo, cô giáo và 50 suất học bổng cho các em học sinh với tổng giá trị 100 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, dự án cụm công nghiệp Tiên Cường 2 chính thức được khởi công. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ngành và huyện Tiên Lãng tới dự và bấm nút khởi công dự án. Dự án cụm công nghiệp Tiên Cường 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Phát làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 700 tỷ đồng là một trong những dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp triển khai sớm nhất sau khi quy hoạch chung thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụm công nghiệp Tiên Cường 2 được xây dựng nhằm thu hút các ngành nghề như công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, sản phẩm hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thiết bị điện, vật liệu xây dựng và công nghiệp nhẹ. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, thu hút thêm các nhà đầu tư thứ cấp, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, góp phần giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lãng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Hải Phòng là một thành phố điển hình trong việc đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, qua đó tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các ngành công nghiệp khác nhau. Nhìn chung, chúng tôi cảm nhận rằng vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và sự hỗ trợ của chính quyền thì đã khiến Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam. Lễ khởi công cụm công nghiệp Tiên Cường 2 là sự khởi đầu trên hành trình gắn kết đồng hành giữa huyện Tiên Lãng với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Phát, ghi dấu bằng sự hình thành những cụm công nghiệp tiện nghi, tiên tiến và đồng bộ trên địa bàn. Ngay sau cái buổi ngày hôm nay thì chúng tôi tiến hành khẩn trương quyết liệt vào cái việc triển khai thi công các cái hạng mục hạ tầng kỹ thuật như là hạng mục điện, hạng mục nước sạch, hạng mục nước thải. Đấy cũng là cái yêu cầu bắt buộc đối với cái Công ty Tiến Phát chúng tôi, tức là đến hết năm 2024 chúng tôi sẽ cơ bản hoàn thành các cái hạng mục công trình. Còn lại cái tiến độ dự án lấp đầy thì theo cái dự kiến của chúng tôi khoảng hết năm 2025 là chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu là lấp đầy được cái toàn bộ cái diện tích của cái dự án cụm công nghiệp Tiên Cường 2. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân ghi nhận đánh giá cao tiến độ triển khai xây dựng cụm công nghiệp. Điều này thể hiện sự tập trung của nhà đầu tư, sự vào cuộc của các cấp ngành thành phố, đặc biệt là huyện Tiên Lãng trong giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân tin tưởng cụm công nghiệp Tiên Cường 2 sẽ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào Hải Phòng, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Cũng trong khuôn khổ lễ khởi công đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa chủ đầu tư với Công ty trách nhiệm hữu hạn Clapton Well và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kông Kinyi Technology. Sáng nay, Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship tổ chức lễ khánh thành trụ sở và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân. Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship, tiền thân là Công ty Vận tải biển 3, được thành lập từ năm 1984 theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Trong quá trình 40 năm hình thành và phát triển, công ty đã tham gia vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của công ty, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát triển bền vững trong thời gian tới, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển của thành phố. Nhân dịp này, công ty được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bức chướng và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển công ty. Công ty cũng được nhận cờ thi đua và bằng khen tập thể, danh hiệu thi đua cá nhân của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bằng khen của Công ty Hàng hải Việt Nam. Sáng nay, Ban chấp hành họ Trần thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới,
Ban chấp hành họ Trần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống dòng họ, lan tỏa trong cộng đồng, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình tốt, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động họ tộc, tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng và gìn giữ nét văn hóa dòng họ, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Đại hội đã xác định trong giai đoạn 2024-2029 tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức họ Trần ba cấp, chăm lo hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương và thành phố. Trong phần tiếp theo của chương trình, một số điểm mới, điểm đáng lưu ý đối với phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và thi tuyển sinh vào lớp 10. Hội chợ xúc tiến thương mại ngành công thương Hải Phòng 2024 là dịp giúp các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 65 năm, ngày 31 tháng 3 năm 1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hòa bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng đảo Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ nhân dân hai huyện Cát Hải, Cát Bà. Bác căn dặn, rừng là vàng, biển là bạc, rừng biển của ta do nhân dân ta làm chủ, phải ra sức khai thác, bảo vệ, phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cát Hải luôn không ngừng khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng huyện đảo trở thành một trong những trung tâm dịch vụ du lịch cảng biển, logistics của khu vực và cả nước. Trải qua 65 năm, từ một huyện đảo hoang sơ chỉ có cát biển và sỏi đá, nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương và thành phố, Cát Hải đã vươn mình phát triển mạnh mẽ. Huyện đảo đã trở thành trọng điểm kinh tế biển của thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc. Ngành kinh tế mũi nhọn là dịch vụ du lịch đã chiếm gần 80% cơ cấu kinh tế của huyện. Mỗi năm, huyện đảo đón hàng triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội và du lịch của huyện. Chính tại nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã về thăm cán bộ, quân và nhân dân huyện Cát Hải. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với đồng bào, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Lời căn dặn của Bác về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, rừng vàng, biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ, đã trở thành chân lý và còn nguyên tính thời sự cho tới hôm nay. Hình ảnh cùng những lời nói ân tình của người vẫn còn đó với núi rừng, biển đảo nơi đây, đã trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ và nhân dân Cát Hải trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển huyện đảo. Ngày 16 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Đây là tiền đề quan trọng mở ra cơ hội phát triển du lịch cho huyện Cát Hải. Càng vui hơn, trong khuôn khổ lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản, đại diện UNESCO tại Việt Nam đã trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới liên tỉnh thành phố đầu tiên ở Việt Nam. 65 năm qua, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm hành động giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu xây dựng Cát Hải trở thành trung tâm du lịch dịch vụ, công nghiệp hiện đại văn minh, là trọng điểm phát triển kinh tế biển của thành phố Hải Phòng như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12 đã đề ra. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Hải Phòng có khoảng hơn 25.800 thí sinh tham dự. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 đối với tuyển sinh lớp 10 công lập và từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 đối với tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Đến thời điểm này đã có 25.670 thí sinh đăng ký. Đây là kỳ thi tuyển sinh cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Cùng với đó là một số điểm mới, điểm đáng lưu ý đối với phụ huynh và học sinh. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để làm rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự. Thưa ông, xin ông cho biết những điểm mới và những điểm cơ bản mà phụ huynh và học sinh cần nắm được về hai kỳ thi sắp tới. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Tuy nhiên, mục tiêu và ý nghĩa của hai kỳ thi này không có gì thay đổi.
học sinh và phụ huynh cần lưu ý. Thứ nhất là cắm mốc thời gian để thi tốt nghiệp trung học phổ thông là các quy trình được làm trực tuyến và chặt chẽ, nên là nếu mà chậm trễ thì các quy trình đấy không thể đảo ngược được. Và một số điểm mới trong cả hai kỳ thi, thì đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thứ nhất là thực hiện thông tư 05 của Bộ Giáo dục Đào tạo là bắt đầu từ năm học 2024-2025 là bỏ các lớp không chuyên trong trường chuyên. Cái điểm mới thứ hai là năm nay là thay đổi phần mềm tuyển sinh để đảm bảo tính bảo mật. Mỗi năm thì phiếu đăng ký dự thi của học sinh là do sở phát hành, thì năm nay được in trực tiếp từ phần mềm tuyển sinh của các nhà trường để phát cho học sinh. Thứ ba là năm nay là tổ chức hai đợt xét tuyển thẳng. Đợt xét tuyển thẳng thứ hai lùi lịch xuống ngày 1-2 tháng 6, lý do là đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham dự cái hội khỏe phù đồng khu vực tại Thái Nguyên. Và một điểm mới nữa đấy là năm nay là thời gian nhận đơn phúc khảo từ 5 ngày xuống còn 3 ngày để đảm bảo với tình hình thực tế. Thì năm nay thông tư mới ban hành quy định về kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cũng có một số điểm mới mà học sinh phụ huynh cần lưu ý. Trong quy chế quy định rõ các môn đăng ký dự thi để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Ví dụ như môn ngoại ngữ quy định rõ 7 môn ngoại ngữ. Cái điểm mới thứ hai thì các đơn vị đăng ký dự thi đấy có trách nhiệm là tra cứu thông tin nơi cư trú trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Trước đây là có cái quy định những vật dụng cấm vào, mang vào phòng thi. Năm nay là có những quy định rõ ràng hơn. Thứ tư là bổ sung thêm một số cái chứng chỉ ngoại ngữ dùng để miễn thi tốt nghiệp. Vậy công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với việc tổ chức hai kỳ thi này như thế nào? Thứ nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ngay từ tháng 3, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban thành phố ban hành phương án tuyển sinh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập ban chỉ đạo thi thành phố, tổ chức họp ban chỉ đạo thi thành phố để rút kinh nghiệm ở những kỳ thi năm trước, thành lập ban ra đề thi, coi thi, chấm thi, in sao đề thi. Thế về công tác chuyên môn thì ngay từ đầu năm học thì Sở Giáo dục cũng đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng chương trình nhà trường để đảm bảo tiến độ chất lượng của các môn học. Đối với cả hai kỳ thi thì cũng đã chỉ đạo các trường bố trí thời gian ôn thi cho các em đúng trọng tâm trọng điểm, sát cấu trúc đề thi và cũng không tạo áp lực cho học sinh. Nhìn chung là công tác lãnh đạo chỉ đạo của để tổ chức hai kỳ thi đến hiện nay là cũng đã sẵn sàng. Trong những kỳ thi trước thì Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương làm rất tốt công tác tổ chức. Tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi những hạn chế. Vậy với năm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các địa phương và các đơn vị chức năng để hạn chế khắc phục những cái tồn tại đó ra sao? Ủy ban nhân dân thành phố thành lập ban chỉ đạo thi thành phố, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố là trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo là Phó trưởng ban thường trực. Các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành và các quận huyện là nằm trong ban chỉ đạo thi của thành phố và phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo. Trên cơ sở đấy thì các quận huyện, các sở ban ngành cũng đã thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện việc tổ chức của hai kỳ thi. Có những năm gần đây trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đánh giá là diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thế còn một số cái vấn đề nhỏ có thể diễn ra trong kỳ thi, ban chỉ đạo của thi cũng đã lường trước. Như năm học trước, hai kỳ thi cũng vẫn có học sinh vi phạm quy chế thi, thì năm nay Sở Giáo dục Đào tạo thứ nhất là cũng đã quán triệt tập huấn đến tất cả các hiệu trưởng, đến các đơn vị giáo dục để có cái tập huấn đến giáo viên, nhắc nhở thật kỹ thí sinh. Cái thứ hai nữa là đổi mới công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt là phối hợp tốt với công an thành phố trong tất cả các nhiệm vụ để thực hiện, từ công tác mà chọn địa điểm thi để đảm bảo công tác an ninh an toàn, đảm bảo an toàn giao thông, cho đến công tác ra đề, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo. Vâng, những thông tin rất là hữu ích đối với học sinh và phụ huynh khi chuẩn bị cho hai kỳ thi sắp tới. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự. Sau thời điểm đưa vào khai thác công trình cầu từ đầu tháng 4 năm nay, Ban Quản lý Dự án và Nhà thầu đã tổ chức thi công hạng mục đường gom và đảo giao thông phía dưới cầu thuộc dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khắc mức Tôn Đức Thắng, mang nước quốc lộ 5, phấn đấu sớm hoàn thành toàn bộ công trình trong thời gian sớm nhất. Thời tiết mưa liên tục trong khoảng một tháng gần đây, các công trình ngầm hóa đang xen phía dưới. Cùng với đó là việc phải duy trì giao thông trong khu vực và đồng thời với thi công là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công hạng mục đường gom và đảo xuyến. Sau khi cho thông xe trên cầu vào chiều ngày 9 tháng 4 năm 2024, nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật tư thiết bị triển khai thi công ngay hạng mục đường gom và các hạng mục khác dưới cầu. Đối với tư vấn sát thì luôn phối kết hợp với nhà thầu để triển khai thi công những hạng mục nào có thể tiến hành được, và cũng luôn thực hiện nghiêm về công tác về quản lý chất lượng của dự án.
Dự án đầu tư xây dựng nút giao Tôn Đức Thắng - Máng Nước quốc lộ 5 có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục cầu vượt trực thông theo hướng đường quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh, nút giao thông phía dưới cầu bằng đào xuyến kết nối các tuyến đường đi Nam Cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường nối Vành Đai 2 và đường Máng Nước. Theo kế hoạch thì đến ngày 30 tháng 6, nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hạng mục phía dưới cầu. Tuy nhiên, với những vướng mắc tồn tại, trong đó có cả việc mặt bằng chưa được huyện An Dương bàn giao toàn bộ đã và đang ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Thực tế dự án thì có những cái khó khăn nhất định là năm nay là mùa mưa đến sớm, mặt bằng để thi công cho đến nay thì vẫn còn sôi đỗ. Tại thời điểm này chúng tôi đang tăng ca, tăng kíp, thậm chí là làm đến tận 11, 12 giờ đêm. Với các hạng mục ngầm, nhiều lúc chúng tôi tăng ca, tăng kíp thì các đơn vị kia không tăng ca, tăng kíp được và họ chỉ làm giờ hành chính nên rất ảnh hưởng đến tiến độ của chúng tôi. Dự án đầu tư xây dựng nút giao Tôn Đức Thắng - Máng Nước quốc lộ 5 khi hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông trên quốc lộ 5 và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025, cụ thể hóa định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố ngày càng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 25 tháng 2 năm 2022. Khởi công tháng 5 năm 2023, dự án đang được các bên phối hợp triển khai khẩn trương để sớm đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho công nhân lao động. Dự án khu nhà ở công nhân viên công ty Pegatron Việt Nam được triển khai tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, với diện tích đất sử dụng dự kiến là 5,04 ha, tổng vốn đầu tư 68,3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 5 năm ngoái, dự án đang triển khai giai đoạn 1, xây dựng 7 tòa nhà gồm 2 tòa S1, S2 cao 8 tầng, 4 tòa D1, D2, D3, D4 cao 5 tầng mỗi tòa, và tòa KD1 là nhà ăn một tầng, cùng cảnh quan cây xanh. Chúng tôi phát thầu dự án nhà ở công nhân viên công ty Pegatron theo hình thức tổng thầu, chia làm hai hạng mục chính là công trình xây dựng và công trình cơ điện. Hiện tại thì công trình xây dựng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bên cạnh đó, công trình cơ điện cũng được triển khai đồng thời bằng việc lắp đặt các đường ống, dây điện và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Về mặt tổng thể, công trình dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý tư và đưa vào sử dụng cuối năm nay. Dự án khu nhà ở công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam sau khi hoàn thành sẽ giải quyết được một số thực trạng khó khăn của doanh nghiệp như công nhân không phải di chuyển xa hoặc thuê trọ trong những khu vực không đủ điều kiện sinh hoạt, doanh nghiệp sử dụng lao động không phải bố trí xe đưa đón công nhân, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, ổn định sản xuất. Trong quý 2, chúng tôi sẽ chủ yếu tập trung hoàn thiện phần kết cấu và cất nóc từng tòa nhà, đồng thời tiến hành trát và sơn tường. Dự kiến quý 2 sẽ hoàn thành khoảng 85% tiến độ của công trình dự án giai đoạn 1, vượt tiến độ từ 15 đến 20 ngày so với kế hoạch ban đầu. Khó khăn lớn nhất ở thời điểm hiện tại và trong giai đoạn tới chủ yếu là vấn đề thời tiết. Do mùa mưa đang đến gần nên có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi dự kiến sẽ điều chỉnh nhân lực và sắp xếp lại các ca làm việc để bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã khởi công nhiều dự án xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời tạo nhiều cơ chế hỗ trợ cho các dự án nhà ở công nhân. Đây không chỉ là nhiệm vụ mang tính cấp thiết mà còn có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Hải Phòng thu hút ngày càng nhiều người dân từ các địa phương đến làm việc, học tập, sinh sống, gia tăng dân số cơ học, tỷ lệ thuận với sự phát triển của các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu kinh tế trong tương lai. Sau dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng, thì đây là dự án thứ hai thành phố giao đất cho thuê để xây ký túc xá cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Cũng tại khu vực Đình Vũ này thì thành phố đã quy hoạch 48 ha để xây nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, có thể đáp ứng nhu cầu của khoảng 21.000 công nhân lao động. Qua đây cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với việc chăm lo cải thiện đời sống cả vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cũng như sự đồng hành đối với các nhà đầu tư. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng
và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Hội chợ xúc tiến thương mại ngành công thương Hải Phòng 2024 là điểm đến thu hút đông du khách đến tham quan mua sắm. Thưa quý vị, các bạn, hơn 150 doanh nghiệp đến từ nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng như nhiều thành phố khác trên cả nước tham gia hội chợ đã mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn trong mua sắm. Đa dạng chủng loại hàng hóa, sản phẩm đặc sản vùng miền và hàng tiêu dùng thiết yếu của các đơn vị doanh nghiệp sản xuất đến từ nhiều tỉnh thành phố. Rất là phong phú về cửa hàng, tôi cũng mua rất nhiều thứ rồi. Mỗi cửa hàng, nhất là các cửa hàng của cái miền vùng xa xôi, ví dụ ở miền Tây Bắc hay là ở Bắc Giang ấy, là những người ta giới thiệu rất nhiều sản phẩm. Tôi đến từ tỉnh Bắc Giang, mình đến đây giới thiệu những sản phẩm mang thương hiệu của Bắc Giang. Mình đến đây cũng được 2 ngày, tôi thấy là người tiêu dùng của Hải Phòng rất thân thiện, bán hàng mình bán cảm thấy rất đông khách, cũng như là những cái doanh nghiệp xung quanh cũng thấy là phấn khởi. Từ sáng tới giờ thì rất nhiều khách đến với gian hàng hội chợ cũng đã đến và trải nghiệm sản phẩm. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi được tiếp cận và lan tỏa sản phẩm rộng rãi đến tay người tiêu dùng. Trong không gian hội chợ còn được bố trí gian trưng bày sản phẩm ô cốp của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương Hải Phòng, giới thiệu đến khách hàng hơn 40 chủng loại sản phẩm hàng hóa của các đơn vị doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố, cùng gian hàng sản phẩm dịch vụ cung ứng chuyển đổi số để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu quảng bá sản phẩm Việt tới tay người tiêu dùng, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sáng nay tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí TSP 2024 tổ chức gặp gỡ với đại diện gia đình các thí sinh được lọt vào vòng bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí TSP 2024 để thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan tới vòng thi lần này. Cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí TSP 2024 đã đi đến chặng nước rút với 65 thí sinh đã được chọn đi tiếp vào vòng bán kết. Đây là con số nhiều hơn dự kiến ban đầu của ban tổ chức do chất lượng của các thí sinh khá tốt và đồng đều. Nhiều thí sinh bằng điểm nhau và có nhiều thể loại dự thi nên ban tổ chức đã quyết định bổ sung thêm số lượng thí sinh đi tiếp vào vòng trong để tạo cơ hội cho các thí sinh thể hiện. Tôi là một phụ huynh khi có con rất là vinh dự được lọt được vào vòng thi tiếp theo là vòng thi bán kết của cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí. Đầu tiên nhận danh sách là cảm giác vỡ òa. Mình rất là tự hào vì con mình đã nỗ lực cố gắng và cũng rất là mong muốn là được đi sâu vào những cái vòng tiếp theo để con có cơ hội được học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm được nhiều hơn. Ban tổ chức thì hỗ trợ các phụ huynh rất là nhiệt tình, tổ chức rất là chuyên nghiệp. Lúc mà con nhận được danh sách ấy, con rất là vui vì con đã được vào vòng bán kết. Con đã nỗ lực học 4 năm để được thi cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí của Đài Truyền hình Hải Phòng ạ. Qua vòng nhà hát, các thí sinh đã thể hiện được năng khiếu của mình. Tiết mục có sự đầu tư biểu diễn, thể hiện được đa dạng màu sắc nghệ thuật. Các tiết mục múa có đầu tư vai rùa minh họa. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như số ít phần trình diễn vẫn còn chưa diễn tả được cảm xúc, thiếu ngôn ngữ hình thể, chưa có sự bùng nổ trong tiết mục. Do đó, ban tổ chức mong muốn các thí sinh sẽ có sự đầu tư nhiều hơn trong vòng thi tới. Vòng thi bán kết sẽ được tổ chức từ 14 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2024. Trước đó 3 ngày, ban tổ chức sẽ tổng duyệt các tiết mục để có những góp ý điều chỉnh nếu cần hoặc bố trí về kỹ thuật cho phù hợp. Đồng thời, các tiết mục vẫn tiếp tục được ghi hình và phát sóng trên kênh THP của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Hưởng ứng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024, hiện ban tổ chức đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức ngày hội khinh khí cầu tại khu vực quảng trường nhà thành phố sau nhiều lần tạm hoãn vì lý do thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, ban tổ chức đã tiến hành lắp đặt mô hình khinh khí cầu và khí cầu tại khu vực quảng trường nhà thành phố để tạo điểm nhấn ấn tượng đầy màu sắc rực rỡ cho khu vực giải trung tâm. Đến thời điểm trưa nay, ngày 18 tháng 5, đã có rất đông người dân và du khách tới khu vực này để ngắm nhìn, chụp ảnh check-in cùng với những mô hình khinh khí cầu này. Hiện tại, các điều kiện và thiết bị cần thiết đã được sẵn sàng tại khu vực quảng trường nhà thành phố để khi ban tổ chức có lịch bay cụ thể và điều kiện thời tiết thuận lợi, thì ngày hội khinh khí cầu tại giải trung tâm thành phố sẽ chính thức được diễn ra.
Ngày hội khinh khí cầu hứa hẹn sẽ mang đến không khí vui tươi sôi nổi cho người dân và du khách tại khu vực quảng trường nhà thành phố, góp phần tạo thêm điểm nhấn ấn tượng trong mùa lễ hội tháng 5 của thành phố Hải Phòng. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ khép lại chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể có gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía bắc thành phố, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể có gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C. Phía nam thành phố, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể có gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể có gió giật mạnh, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.